Trước khi dính phốt bị bác sĩ tố diễn sâu, bà nhân vlog từng bị bóc giả tạo, kiếm fame Quang Linh. Vụ ồn ào thụ tinh nhân tạo của vợ chồng Đức Nhân, còn gọi là bà Nhân Vlog, chủ kênh Vợ Chồng Nhà Nhân, vẫn đang khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Theo đó, nữ YouTuber tố bác sĩ T làm việc không có tâm, thiếu chỉn chu. Bác sĩ lại đáp lại rằng Đức Nhân khá ngang, không hiểu biết, diễn sâu và muốn làm miễn phí. Thấy vậy, Đức Nhân tiếp tục làm clip trả lời từng nhận xét của bác sĩ, nhưng cả hai clip của cô đều đã không còn trên các nền tảng. Giữa ồn ào của bà Nhân Vlog, cư dân mạng bất ngờ đào lại loạt phốt của nữ YouTuber cách đó không lâu. Theo đó, cách đây một năm, bà Nhân bất ngờ bị chỉ trích vì lối sống bị cho là phô trương và giả tạo. Khán giả cho rằng bà Nhân Vlog làm giàu từ YouTube và hiện tại cô đang sống khoe mẽ thái quá. Từ khi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi gương mặt khác lạ, bà Nhân Vlog bắt đầu chia sẻ những khoảnh khắc hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Chẳng hạn như việc cô tổ chức sinh nhật linh đình và khoe được ông xã tặng nhẫn kim cương có giá trị bằng chiếc xe hơi. Việc bà Nhân Vlog chăm chút ngoại hình cũng được netizen nhắc đến. Với gương mặt mới, cô bắt đầu ăn diện bốc lửa, mất hẳn vẻ mộc mạc, gần gũi như ngày xưa. Thị Phi tiếp nối Thị Phi, không lâu sau đó, cô một mình lặn lội phương xa từ quê nhà sang châu Phi để giúp đỡ các mảnh đời khó khăn. Châu Phi, châu lục thứ hai tôi muốn chia sẻ nụ cười. Cuối cùng, điều ước và mục tiêu đặt ra từ thời bữa đói bữa no đang bắt đầu thực hiện. Một mình cùng ba kiện hành lý, đi đến nơi chưa bao giờ đến, mang trong mình vài ba thứ tiếng Anh bập bẹ, đường đi gần như mù tịt. Vượt mười mấy tiếng máy bay, tính luôn quá cảnh là mất một ngày, nhưng đã dám ước mơ, ta nhất định phải làm, bà Nhân chia sẻ. Hành động của nữ YouTuber nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng vẫn xuất hiện không ít bình luận trái chiều liên quan đến công việc thiện nguyện của Đức Nhân. Cụ thể, cư dân mạng cho rằng Đức Nhân đang ké phim Quang Linh Vlog bởi thời gian qua, chàng trai xứ Nghệ là một trong những người đi đầu làm từ thiện tại châu Phi. Số khác cũng khuyên Đức Nhân nếu làm thiện nguyện, có thể tìm các mảnh đời khó khăn ở Việt Nam, không cần phải lặn lội đường xa sang châu Phi làm gì. Hiện tại, ồn ào của bà Nhân Vlog vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.